thì mình đã quay trở lại. Và đây có thể sẽ là chiếc máy ảnh mới của mình. Hiện tại thì mình không thể vào được Photoshop và Lightroom như mọi khi để chỉnh sửa những cái hình ảnh trên chiếc A6400 của mình nữa, vì mình không có bản quyền. Ok, và đó là lý do tại sao mình đã quyết định là sẽ thử trải nghiệm một chiếc máy được gọi là mì ăn liền, chụp được đẹp ngay mà không cần phải chỉnh sửa thêm gì cả, Fujifilm XS10. Lý do đầu tiên để mình cân nhắc lựa chọn XS10 để thay thế cho Sony A6400 là vì nó có giả lập màu phim, cụ thể là 18 màu, một cái đặc trưng rất riêng của Fuji. Mình hoàn toàn có thể chụp ảnh và lấy luôn ảnh feedback để sử dụng. Ngoài ra thì Fuji cũng có một app để mọi người có thể tạo ra những cái giả lập màu riêng và chia sẻ cho nhau. Nó có tương đối nhiều giả lập màu đẹp trên này. Nó khá là thú vị đúng không? Và lý do tại sao lại là XS10 chứ không phải là những dòng máy khác? Vì chiếc Fujifilm XS10 này có giả lập màu Classic Negative. Cá nhân mình thì thấy thích cái màu này vì những người sử dụng xung quanh mình cũng thích cái màu này. Bằng một cách nào đấy thì tự nhiên bị chịu cái sự ảnh hưởng đó. Và phải công nhận là cái màu Classic Negative này nó khá hợp với cái môi trường và không khí ở Việt Nam đấy chứ. Thứ hai, đó chính là một trong số những cái lý do khiến mình rất thích chiếc máy này. Đó chính là cái phần màn hình có thể xoay lật của nó. Như mọi người đã biết thì màn hình trên A6400 chỉ có thể lật lên và lật xuống như thế này. Trong một số trường hợp chẳng hạn như làm vlog hay là quay chụp ở những cái góc cao hoặc là gắn mic shotgun thì nó thật sự khó chịu. Và tất nhiên thì màn hình này có cảm ứng, tiện và đủ dùng với mình. Và kế tiếp là một tính năng mà mình không thể không nhắc đến khi nói về chiếc Fujifilm XS10 này, đó chính là khả năng chống rung. Ngay từ thời điểm ra mắt thì nó là một trong số những cái máy ảnh tầm trung đầu tiên được trang bị chống rung ở ngay trong thân máy và có thể chống rung đến 6 stop. Việc có chống rung sẽ giúp mình có thể quay handheld được thoải mái trong một số trường hợp, hay là khi mình làm vlog chẳng hạn. Hơn thế nữa thì khi chụp thiếu sáng, mình hoàn toàn có thể hạ tốc xuống chụp mà cũng không phải quá lo sợ ảnh bị rung. Khả năng quay video trên XS10 cũng tương đối khủng. Mặc dù chỉ quay được 4K 30fps, nhưng file 4K của XS10 được oversample từ file 6K, vậy nên nó rất nét. Máy cũng có thể quay được file 10 bit 422 và bitrate của máy lên đến 200 megabit trên giây, gấp đôi so với A6400. Mà mình cũng có thể áp luôn được cái giả lập màu phim lên video. Nó khá là tiện và nhìn đẹp luôn và có thể ghép xài luôn được cái này. Giới hạn quay của Fujifilm XS10 là 30 phút. Nhưng mà đối với mình thì trong thực tế mình không cần quay đến một cái thời gian dài đến như vậy. Thường thì những cái cảnh quay mặt như thế này thì mình sẽ quay tất tần tật trong khoảng 10 đến 15 phút mà thôi. Và bên cạnh đó thì mình sẽ sử dụng chiếc máy này để quay những cái cảnh chám rất nhỏ để bổ sung cho cái video của mình. Và điều đó khiến mình cảm thấy là Fujifilm XS10 khá là phù hợp với cái nhu cầu quay review sản phẩm của mình. Ngoài ra thì có một số những cái điểm nho nhỏ khác mà mình rất thích trên cái chiếc Fujifilm XS10 này. Chẳng hạn như là XS10 có khả năng quay Full HD lên đến 240fps mà vẫn giữ được autofocus. XS10 có được trang bị tiếng Việt, điều này giúp chúng ta có thể hiểu được menu của máy nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì vẫn có một điểm nho nhỏ mà mình không được thích cho lắm. Đó chính là Fujifilm XS10 đã bị hãng lược bỏ hết các phím điều hướng ở phía sau này và chỉ còn duy nhất cái joystick ở đây. Và cái joystick này thì tương đối là nhỏ và khó dùng đối với cá nhân mình. Và mình thì luôn là người không thích joystick cho lắm. Thêm nữa thì mình không biết rằng là do cái dòng máy này nó nóng hay là do cái chiếc máy trên tay mình đang trải nghiệm đây nó là chiếc máy cũ. Vậy nên khi mà mình chụp ảnh hay là mình quay phim với nó thì trong một khoảng thời gian ngắn thì mình cảm thấy là nó nóng lên khá là nhanh. Và sau khi mà mình không sử dụng nữa thì cái thời gian mà nó nguội thì nó cũng không được nhanh như là những cái chiếc máy khác mà mình từng sử dụng trước đó. Ok, chốt lại thì Fujifilm XS10 là một chiếc máy ảnh đáng mua. Nó có khả năng chụp ảnh tốt này, giả lập màu phim đẹp. Bên cạnh đó là khả năng quay video rất tốt. Và thêm nữa là chúng ta có thể có khả năng chống rung ở ngay trong thân máy của nó. Theo cá nhân mình thì đây là một chiếc máy vẫn đáng mua ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì nhớ ơn một số dòng máy nào đó của Fujifilm thì nó đã kéo cả cái thị trường máy ảnh Fujifilm nó tăng giá lên. Và đó là lý do tại sao thì ở thời điểm hiện tại thì giá của chiếc XS10 này nó hơi nhỉnh hơn một chút. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ hơi khó mua hơn bình thường. Và tóm tắt lại thì theo bạn,
Việc mình có dự định đổi từ Sony A6400 sang chiếc Fujifilm XS10 này có phải là một cái lựa chọn đúng đắn và hợp lý hay không? Thì đừng quên hãy để lại comment ở bên dưới và nói cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.